Men theo dòng chảy hiền hòa của sông Hoàng Long về gần thượng nguồn, ta sẽ bắt gặp một miền đất hoang sơ, man dại mà tràn trề nhựa sống của núi rừng đại ngàn. Người ta thường nghe đến rừng quốc gia Cúc Phương, đến đan viện Si Tô Châu Sơn, mà mấy ai biết rằng vùng đất địa linh nhân kiệt mà cố nhân quen gọi với cái tên huyện Thiên Quan ấy, có một dòng máu đức tin trong lòng con dân đất Việt mang danh giáo xứ Khúc Châu. Nếu chỉ nhìn ngắm núi rừng oai linh với vẻ cuốn hút của đan viện cổ kính, ngôi thánh đường rực rỡ thu hút nhiều du khách trong thời gian mới đây, thiết nghĩ người ta sẽ không thể hiểu thấu phần tâm hồn sâu thẳm trong cuộc hành trình gian khổ mà Khúc Châu phải trải qua để có được như ngày hôm nay. Hướng tới kỷ niệm 400 năm tin mừng đến phát diệm và 125 năm thành lập giáo phận vào năm 2026, chúng ta hãy cùng nhìn lại lịch sử thăng trầm của giáo xứ để mỗi người Kitô hữu thêm tinh thần truyền giáo và viết tiếp trang sử của Phúc Châu. Giáo xứ Phúc Châu được thành lập năm 2007, là giáo xứ của giáo hạt Vô Hốt, nằm ở phía tây bắc giáo phận Phát Diệm, thuộc địa bàn xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Xưa kia là vùng núi non hiểm trở, rừng thiêng nước độc. Lịch sử giáo xứ gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của đan viện Si Tô Châu Sơn Nho Quan. Chính tại nơi đây mà tục truyền các giám mục, linh mục và cả giáo dân đã tìm đến lánh nạn trong những năm cấm đạo thời Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Cũng tại núi Cảnh He này mà cha thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh khi còn là chủng sinh đã trốn lên đây sống đời ẩn tu, triền miên trong cầu nguyện và kết hợp với Chúa. Với sự tích cây thị và giọt nước từ đỉnh núi, mỗi ngày chỉ chảy ra một nồi ba nước. Ngài đã sống tại đây gần 2 năm và sau đó đã vâng lời bề trên trở về chủng viện, sống đời linh mục thánh thiện và cuối cùng được phúc tử đạo. Vào năm 1936, Đức cha Gioan Battista Nguyễn Bá Tòng đã mời dòng này về hoạt động trong địa phận Phát Diệm, để nên như cây thu lôi thiêng liêng bênh đỡ giáo phận bằng lời cầu nguyện và hãm mình. Chính Đức cha giới thiệu và dàn xếp việc mua đồn điền cà phê La Combe để lập dòng. Đồn điền La Combe dài 12 km, rộng 9 km. Ban đầu chung quanh đan viện chỉ có vài gia đình, nhưng dần dần có nhiều hộ đến nương nhờ và định cư làm ăn sinh sống. Ngoài việc giải quyết chỗ ở và việc làm, đan viện còn giúp đỡ về đời sống tâm linh, từ đó hình thành các họ đạo ngay trong phần đất của đan viện. Nơi đây đã để lại dấu ấn cuộc đời cha thánh trưởng, tấm gương danh tiếng với chuyện tích chuỗi hạt mân côi và xây dựng 16 nhà thờ. Khi cao niên đã về đây ưu dưỡng, thu hút người đến khấn xin và dành số tiền đó để xây dựng ngôi thánh đường dâng kính Đức Mẹ mà chúng ta đang thấy ngày nay. Tiếp nối tâm tình con thảo đó, sau này Đức Nguyên Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã cho xây dựng công trình vườn cầu nguyện Fatima. Phúc Châu như đoàn con thơ nép dưới bóng mẹ hiền để được hưởng trọn phúc lành lai láng của Thiên Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria. Năm 1958, Đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo nhờ các cha dòng Châu Sơn coi sóc xứ Vô Hốt, trong đó có họ đạo Phúc Châu. Năm 1974, cha bể trên Philippe Trần Ngọc Đăng. Năm 1988, cha Giuse Hà Tâm Sự. Cho đến năm 1994, cha Giuse trao giáo xứ lại cho giáo phận. Từ năm 1994 đến năm 1999, cha Giuse Mai Văn Thiện. Từ năm 1999 đến năm 2005, cha Anton Đoàn Minh Hải. Trong thời gian này, giáo dân vẫn dự lễ ở trong đan viện. Vào giữa năm 2004, cha Anton Đoàn Minh Hải đã cho xây nguyện đường trên phần đất của giáo họ Phúc Châu với diện tích khoảng 100 m². Hiện nay đã được sửa sang rồi bàn giao lại cho cộng đoàn Mến Thánh Giá Phát Diệm phục vụ tại giáo xứ.
Từ năm 2005 đến năm 2015, cha Giuse Lê Đức Năng về coi sóc giáo xứ Vô Hốt. Xét thấy nhu cầu mục vụ nên ngài đã xin bề trên giáo phận nâng ba giáo họ này lên giáo phiên vào cuối năm 2005, rồi hoàn tất thủ tục nâng giáo phiên lên giáo xứ vào năm 2007. Những bước đi chập chững đầu đời, Phúc Châu đã gặp không ít những gian nan vất vả. Giáo xứ cử hành mục vụ tại ngôi nhà nguyện đơn sơ nghèo nàn. Đến tháng 3 năm 2014, cha Giuse Lê Đức Năng đã khởi công xây dựng ngôi thánh đường mới với sự trợ giúp của giáo phận và sự cố gắng đóng góp của mỗi gia đình trong giáo xứ, nhưng mới chỉ xong được phần móng vì thiếu kinh phí. Từ năm 2015 đến năm 2017, cha Gioan Baptista Nguyễn Công Tráng quản hạt Vô Hốt làm quản nhiệm xứ Phúc Châu. Sau hơn một thập kỷ, có lẽ Thiên Chúa đã thấu suốt cơn đói khát nguồn sống thiêng liêng của đàn chiên Phúc Châu, nên ngài đã ban cho giáo xứ một vị mục tử. Vì thế, vào ngày 16 tháng 10 năm 2017, giáo xứ Phúc Châu đã hân hoan đón cha chính xứ tiên khởi Gioan Baptista Đỗ Văn Đoan. Từ đây, lịch sử giáo xứ đã bước sang một trang mới. Khi về coi xứ Phúc Châu, tôi nhận thấy một vụ ưu tiên là phải tiếp tục xây dựng ngôi thánh đường đang bỏ dở dang đã hơn 3 năm. Tôi có ý xây dựng ngôi thánh đường này để tôn vinh các thánh tử đạo tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 30 năm các ngài được phong hiển thánh. Song song với việc xây dựng ngôi thánh đường, tôi chú trọng củng cố và phát triển đời sống đức tin cho cộng đoàn, nên đã quy tụ các giới, các hội đoàn để được huấn luyện và đi vào sinh hoạt. Ngày nay đang có sự tiến triển tốt. Qua đây tôi cũng mời gọi cộng đoàn giáo xứ Phúc Châu sống đoàn kết, xây dựng giáo xứ ngày càng phát triển, sống đức tin có chiều sâu và nỗ lực loan báo tin mừng bằng đời sống bác ái yêu thương. Thánh đường có diện tích 900m², chiều dài 45m, chiều ngang 20m, chiều cao 19,5m và tháp cao 43,5m. Sau hơn 3 năm xây dựng từ nền móng, thánh đường giáo xứ Phúc Châu đã được hoàn thành với bao hy sinh đóng góp công sức, tiền của giáo dân trong giáo xứ cũng như quý ân nhân xa gần trong nước cũng như hải ngoại. Khi bước vào thánh đường, người ta bị thu hút bởi lối kiến trúc cổ kính, đặc biệt là cung thánh. Khi chiêm ngưỡng, có người đã thốt lên rằng: "Ngắm chiêm cung thánh mỹ miều, ba ngôi một Chúa thiên triều cao sang, các thánh tử đạo linh quang, đức tin gương sáng ghi trang sử vàng. Thánh đường kiến trúc Roman, nhìn theo đường uốn miên man vòng trời, ta mau cùng đến vang lời, tụng ca Thiên Chúa sáng ngời tin yêu." Vào ngày 15 tháng 12 năm 2020, thánh đường đã được cung hiến cho Thiên Chúa với tước hiệu Andre Dũng Lạc. Trong thánh lễ trang trọng do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ tế cùng đông đảo quý cha đồng tế, quý ân nhân, quý khách xa gần và hàng ngàn giáo dân tham dự. Ngôi thánh đường đứng đây nổi bật với sắc xanh tinh khiết, như hòa cùng với đất trời bao la mà ca tụng kiệt tác được dựng lên nhờ quyền năng Thiên Chúa. Đây chính là thành quả hoa trái của tình yêu và sự kết tinh muôn hy sinh dâng hiến mà con dân và quý ân nhân dành cho giáo xứ Phúc Châu. Cộng đoàn giáo xứ Phúc Châu hiện nay có số giáo dân là 1.950 nhân danh, chia làm 3 giáo họ: Trị Sở, Phong Châu và Châu Sơn. Song song với việc xây dựng ngôi thánh đường, dưới sự dẫn dắt của chủ chiên, giáo xứ đã bắt đầu củng cố và phát triển về đời sống đức tin với đầy đủ các giới, các hội đoàn và đang trên đà lớn mạnh. Điểm nhấn trong công việc mục vụ của giáo xứ là thành lập phong trào thiếu nhi thánh thể nhằm đào tạo những mầm non tương lai của giáo xứ. Sau hơn một năm huấn luyện, sứ đoàn Andre Dũng Lạc giáo xứ Phúc Châu đã được thành lập và trở thành sứ đoàn đầu tiên trong giáo hạt Vô Hốt. Từ đó, thế hệ trẻ của giáo xứ được kết hiệp mật thiết trong Chúa Giêsu thánh thể. Thank you.
con được giúp lễ, con được học giáo lý, con được vui chơi cùng với các bạn. Thành phần nòng cốt đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng và phát triển giáo xứ phải kể đến quý chức hội đồng mục vụ, giới gia trưởng, giới hiền mẫu, hai ca đoàn và ban lễ sinh. Những thành phần này đã được huấn luyện qua các buổi sinh hoạt với nội quy và định hướng hoạt động rõ ràng. Đặc biệt là cả giáo xứ đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi Hội Thánh Phêrô, phong trào Cusilo được thành lập bởi chính những con người trước đây từng khô khan, từ bỏ thánh lễ, nhờ ơn Chúa biến đổi kỳ diệu mà nay trở nên những đá tảng vững chắc, luôn hăng hái trong mọi hoạt động của giáo xứ. Ngoài ra, còn có sự hoạt động âm thầm mà bền bỉ của nhóm cầu nguyện Martino do một số bạn trẻ quy tụ lại. Hầu hết các ơn gọi sống đời thánh hiến đã xuất phát từ nhóm cầu nguyện này. Luôn ý thức như lời Thánh Giacobbe truyền dạy, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Hàng năm, giáo xứ thu hút đông đảo mọi thành phần dân Chúa tham gia các hoạt động như dâng hoa kính Đức Mẹ, rước kiệu, tôn kính lòng Chúa thương xót, các dịp Giáng sinh, Tết Trung Thu, mừng xuân mới. Đây là những cơ hội thuận tiện để truyền giáo cho anh em lương dân. Giáo xứ còn tổ chức các hoạt động bác ái như xây nhà tình nghĩa, sửa nhà, tặng quà cho người nghèo, thăm hỏi bệnh nhân, người già, không kể lương giáo. Với biết bao nỗ lực sống đức tin bằng lời cầu nguyện và gương sáng của các bậc tiền nhân, giáo xứ Phúc Châu đã trổ sinh bao hoa thơm trái ngọt. Hiện nay, giáo xứ đã có một linh mục, 5 thầy đan sĩ, 22 nữ tu đang sống đời thánh hiến trong các hội dòng. Phúc Châu như kho tàng chôn giấu trong cánh đồng truyền giáo bao la của giáo phận Phát Diệm đang dần được khai phá. Kể từ ngày thành lập đến nay, giáo xứ đang từng bước tiến lên, trưởng thành, dần trỗi dậy như bông hoa dại bung nở giữa một vùng sỏi đá khô cằn. Phúc Châu với nguồn ơn thánh dồi dào đang hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn nhờ vào sự nỗ lực xây dựng giáo xứ ngày một phát triển về mọi phương diện, nhất là về đời sống đức tin. Tương lai giáo xứ nằm trong chính sự hiệp nhất trong con tim, khối óc cũng như lòng nhiệt huyết sống và loan báo tin mừng của mỗi con dân trong giáo xứ. Hiện thực lịch sử giáo xứ Phúc Châu là một thước phim cận cảnh mà tự nó đã ghép vần thành một bài thơ đẹp đẽ. Phúc Châu rừng núi âm u, cha Phaolô Tịnh ẩn tu một thời, hy sinh phụng sự Chúa Trời, trở nên vị thánh sáng ngời vinh quang. Nơi đây đan viện khang trang, thầy tu chiêm niệm ngân vang lời cầu, ơn thiêng ban xuống nhiệm màu, cho đoàn con cái sang giàu đức tin. Nhờ ơn Chúa giúp tổ tiên, đức tin vững mạnh trung kiên rao truyền, tin mừng thánh ý diệu huyền, hãy luôn ghi khắc ngày đêm thi hành. Phúc Châu Chúa xuống ơn lành, cùng nhau xây dựng rất nhanh thánh đường. Các thánh từ đạo rủ thương, vai mang thập giá lối đường nở hoa. Cánh đồng truyền giáo bao la, ta đem tình mến chan hòa nơi nơi. Tình yêu đẹp ý Chúa Trời, phục vụ trong Chúa sống đời chứng nhân. Phúc Châu quyết chí canh tân, dựng xây giáo xứ lớn dần không ngơi. Kết liên hiệp nhất tình đời, mở lòng đón nhận nước trời Chúa ban. Cộng đoàn giáo xứ Phúc Châu rất thân mến, cách riêng là các bạn trẻ. Ngày nay cuộc sống xã hội rất phát triển, dễ khiến cho giới trẻ chúng ta bị sao lãng về đời sống tâm linh. Khi gặp các bạn giới trẻ Phúc Châu đã cho tôi thấy một sự năng động, một sự nhiệt huyết của tuổi trẻ trong các công việc. Nhưng dường như có một thứ mà đã bị xã hội làm lu mờ nơi các bạn, đó là sự biết ơn. Sống sự biết ơn với cội nguồn là điều không hề dễ dàng, và sự biết ơn ấy cần phải được phát xuất tự đáy lòng của các bạn. Từ đó các bạn mới biết trân quý giây phút hiện tại mình đang có và nỗ lực phấn đấu để sống đền ơn đáp nghĩa. Tôi nhận thấy một sự nhanh nhạy của các bạn trước những trào lưu. Đây là một công cụ để các bạn truyền giáo một cách hữu hiệu,
nếu các bạn có tình yêu thực sự đối với giáo xứ, với quê hương của mình. Tôi cũng hy vọng các bạn giới trẻ đều trở thành những cánh tay nối dài của Thiên Chúa trong công cuộc truyền giáo bằng chính những nét đẹp phát ra từ cuộc sống đạo đức, lòng nhiệt huyết tông đồ của các bạn. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các bạn. Con yêu sự phúc châu. Con yêu giáo sư Phúc Châu. Con yêu giáo sư Phúc Châu. Con yêu Phúc Châu. Con yêu Phúc Châu. Con yêu Phúc Châu.